Vấn đáp chọn lọc. Bản tin 176 và 177. Biết Thượng Đế, chúng ta hiểu cách làm việc của Ngài. Vấn. Tôi biết Thượng Đế hiện hữu, nhưng tại sao Thượng Đế không giúp đỡ khi chúng ta đau khổ hay khi chúng ta van xin Ngài giúp đỡ? Tôi biết Ngài lắng nghe, nhưng tôi cầu khẩn Ngài rất nhiều và thường không có sự trả lời. Sư phụ, Ngài luôn luôn trả lời, Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta, chỉ là chúng ta không biết cách làm việc của Ngài. Tôi đã giải thích rồi, chúng ta phải hướng nội, đi vào thiên quốc của Thượng Đế để thấy sự làm việc của Ngài, để thấy kế hoạch của Ngài cho toàn vũ trụ. Rồi chúng ta sẽ hiểu tại sao chuyện này chuyện nọ xảy ra. Mọi việc luôn luôn xảy ra cho ích lợi tốt đẹp nhất, nhất, nhất của chúng ta. Nhưng chúng ta mong cầu khác hơn. Chúng ta nghĩ, được, bây giờ nếu Thượng Đế yêu thương tôi, Ngài phải cho tôi tiền, một cô vợ đẹp, một ông chồng tốt, một việc làm tốt, con cái ngoan ngoãn, không bao giờ mang bệnh, không bao giờ nghèo khổ và không bao giờ có vấn đề gì. Không phải Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta bằng cách này. Ngài giúp bằng rất nhiều cách khác nhau và luôn luôn cho sự tốt đẹp nhất. Nhưng chỉ khi nào chúng ta đi vào bên trong, chúng ta mới thấy được sự làm việc của Ngài. Rồi chúng ta chỉ biết cảm tạ mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên quý vị thấy, khi Chúa Giêsu giảng sanh, Ngài không trách Đức Cha. Ngài không làm vậy, bằng không Ngài đã có thể trốn thoát. Trước đó Ngài đã biết, nhưng Ngài không bỏ đi. Ngài biết, Đức Cha nói với Ngài thời gian đã đến, và Ngài sẽ trở về một cảnh giới cao hơn, một nơi tốt đẹp hơn. Cho nên, một chút đau khổ vật chất đối với Ngài chẳng có nghĩa gì cả. Đối với chúng ta cũng giống vậy. Sự đau khổ hoặc khó khăn vật chất sẽ chẳng có nghĩa gì đối với chúng ta. Đối diện tử thần, chúng ta sẽ cười và chào từ giã cuộc đời. Đó là đường lối của người khai ngộ. Cho nên quý vị phải khai ngộ, rồi quý vị sẽ biết tại sao mọi việc là như vậy. Quý vị sẽ không bao giờ phải hỏi tôi hay bất cứ ai, dù người đó là ai, bởi vì quý vị đã có kiến thức. Tìm lại sự hợp nhất thật sự của mình với Thượng Đế. Vấn. Chúng tôi thương mến Ngài, nhưng làm sao chúng tôi có thể tự thương chính mình khi chúng tôi có nhiều mặc cảm tội lỗi như vậy? Sư phụ, mặc cảm tội lỗi là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Thượng Đế yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta muốn tự yêu thương chính mình, chỉ có một cách. Trước tiên phải học hỏi để nhận biết chúng ta thật sự là ai. Hiện tại, người mà chúng ta không thể yêu thương này không phải là con người thật. Người làm lỗi, người thích uống cà phê, người thích chạy xe nhanh và người để mắt đến vợ của ông láng giềng không phải là chân ngã của chúng ta. Chân ngã của chúng ta rất uy hoàng, rất vinh quang, đầy quyền lực yêu thương, từ bi, hợp nhất với vũ trụ và Thượng Đế. Cho nên chỉ khi nào chúng ta học hỏi để nhận biết chân ngã này, chúng ta mới có thể yêu thương chính mình. Quý vị yêu thương tôi bởi vì Thượng Đế ở bên trong tôi và quý vị có thể cảm nhận điều này. Quý vị có thể cảm nhận được Ngài qua thân thể vật chất này. Đó là lý do tại sao quý vị yêu thương tôi. Quý vị không yêu thương tôi vì cái thân hình vật chất nhỏ bé này. Vì vậy, để có thể yêu thương chính mình như vậy, quý vị phải học để biết mình thật sự là ai và tôi sẽ chỉ cho quý vị. Điều duy nhất cách biệt chúng ta với Thượng Đế là tư tưởng của chính mình, cho rằng Thượng Đế cách biệt mình. Cho nên có một cách để xóa bỏ tư tưởng này và đi thẳng vào bên trong để thấy Thượng Đế. Rồi quý vị sẽ biết Thượng Đế là quý vị là con cái của Ngài, quý vị là một phần của Ngài và quý vị đồng nhất với Ngài, cũng giống như là một giọt nước trong đại dương. Giọt nước trong đại dương cũng là đại dương. Bên trong chúng ta hạnh phúc là món quà quý nhất cho Thượng Đế. Vấn. Chúng ta phải làm gì cho Thượng Đế trong năm 2000? Sư phụ, chà, người nào hỏi câu này là một đệ tử rất, rất thành tâm của Thượng Đế. Một câu hỏi rất hay, tôi rất thích câu hỏi này. Hầu hết chúng ta đều hỏi, tôi làm cách nào xin Thượng Đế làm chuyện này, chuyện nọ cho tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chúng ta làm được gì cho Thượng Đế, và điều này rất hay. Thật ra chúng ta không cần phải làm gì cho Thượng Đế vào năm 2000, nhưng chúng ta có thể làm tất cả những gì hoặc bất cứ điều gì cho chính mình trong bất cứ năm nào hay ngàn năm nào, bởi vì chúng ta cần phải nhận biết Thượng Đế. Rồi chúng ta có thể trực tiếp hỏi Ngài: Đức Cha, Ngài muốn điều gì? Con có thể làm điều gì đó cho Ngài không? Và Ngài sẽ nói: Không, con của ta, chỉ vui hưởng, bởi vì khi con vui hưởng là ta vui hưởng, khi con hạnh phúc là ta hạnh phúc. Đó là lời Ngài nói với tôi. Đó là lý do tại sao Ngài cố gắng bằng mọi cách để làm chúng ta vui, để cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta muốn. Dù điều đó là vật chất hoặc điều gì không tốt lắm cho chúng ta, Ngài vẫn cho nếu chúng ta muốn nó, bởi vì Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Bởi vì khi chúng ta hạnh phúc, cha chúng ta hạnh phúc, tất cả mọi người cha đều như vậy. Bổn phận cao cả của cơ quan truyền thông. Vấn: Tôi muốn hỏi quan điểm cá nhân của Ngài về vai trò của báo chí, các đài truyền thanh, truyền hình. Nó có đóng góp trong một đường lối nào đó vào sự thù hằn giữa con người với nhau hay không? Sư phụ: Có, điều đó đúng. Tôi rất đồng ý với anh. Báo chí và các hệ thống truyền hình hay truyền thanh đáng lý ra phải là công cụ tốt nhất phụng sự cho loài người, cho sự khai ngộ đầu óc và giải trí cho con người. Và họ cũng đã thực hiện được một phần nào bổn phận đó. Nhưng mặt khác, cũng có những thủ đoạn sử dụng khả năng truyền thông này một cách bất cẩn. Cho nên, nhiều khi có những sự hiểu lầm, làm méo mó tin tức và những hình ảnh bạo lực và trò diễn rất xấu xuất hiện trên báo, trên truyền hình hay đài phát thanh hay sân khấu. Lỗi này cần phải chỉnh đốn vì nó khắc sâu sự thù hằn giữa các quốc gia, đoàn thể và tín ngưỡng. Và điều này không đóng góp cho nền hòa bình, cho nên tôi đồng ý kiến với anh ấy về vấn đề đó. Chúng ta cũng nên gắng hết sức trong khả năng của mình để nhắc nhở báo chí, đài truyền thanh và những cơ quan thông tin là nên nhớ bổn phận cao cả của họ và đừng để lòng thiên vị, ham danh háo lợi ở đời này thắng thế. Họ nên chọn những gì lành mạnh, khai ngộ, đưa ra cho công chúng và bỏ đi những gì có hại, có tính cách bạo lực hoặc ảnh hưởng xấu và không nên đem ra cho đại chúng xem. Tôi không có ý muốn bảo họ là không nên đăng một câu chuyện có thật. Ý tôi là họ không nên cho thêm vào bản chất bạo lực ở đời với những hình ảnh tài liệu bạo lực khác mà con người tưởng tượng được hoặc không thể tưởng tượng được. Và đủ mọi thứ độc ác trong những truyện phim, những tin tức và tài liệu văn học. Như vậy rất không tốt, gây ảnh hưởng tệ nhất cho trẻ em. Tin vào đạo đức và trí huệ thay vì tội lỗi. Vấn: Nếu chúng ta được tạo ra bởi Thượng Đế và chúng ta cũng là những Thượng Đế, thì chúng ta sẽ đạt đến đẳng cấp gì? Sư phụ: Chúng ta sẽ đến Thượng Đế, sẽ thành một với Thượng Đế như Chúa Giêsu vậy. Chúa nói rằng ta và cha ta là một. Chúng ta sẽ không mất đi con người thật của mình, chỉ mất đi cái nhân dạng giả của mình thôi. Rồi chúng ta biết được chân tánh của mình. Để nói thêm cho quý vị rõ, đa số con người chúng ta cho mình là thân thể này, cá tánh này. Nhưng cá tánh đó không phải là chân ngã của mình. Cá tánh là những cái mình được dạy, những gì người ta làm mình tin rằng mình là như vậy. Nó hiện hữu do sự kết tụ của những kinh nghiệm, kiến thức truyền xuống cho chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ kia, cũng như qua những ảnh hưởng của xã hội, bối cảnh, môi trường chung quanh, cũng như sự giáo dục. Cho nên quý vị có thể thấy hai anh em sinh ra trong cùng một gia đình, nhưng tùy họ chơi với bạn bè như thế nào, được giáo dục ra sao, làm nghề gì, hai người sẽ có tính nết khác nhau. Và đôi khi tính tình cũng thay đổi sự huấn luyện hay giáo dục khác nhau đó. Cho nên, nhiều khi người có học có những lề lối cư xử khác với những người không có học. Ví dụ như chiêu đãi viên hàng không không có những hành động lề lối cư xử tương tự như nhau. Luôn luôn lịch thiệp, miệng lúc nào cũng mỉm cười bởi vì họ được huấn luyện như vậy. Rồi mình nhận diện người với tính tình đó.
Ồ, cô ấy rất tốt, cô ấy là như vậy. Cô ta rất tử tế, lịch sự. Nhưng mình phải nói rằng, đó là do cô ta được huấn luyện như vậy, được giáo dục như vậy, chứ không phải đó là chân ngã của cô. Ai cũng có thể được tập để trở thành như vậy, nếu họ có thời giờ và cơ hội. Cho nên, khi biết Thượng Đế hay Phật tánh trong tâm, thì chúng ta biết mình không phải là bất cứ gì mà mình đã nghĩ trước đây. Chúng ta sẽ khám phá ra một con người mới. Thật ra đã có từ lâu, nhưng vừa mới khám phá ra thôi. Lúc đó chúng ta sẽ biết mình là đại tình thương, đại khoan dung, đại trí huệ, đại từ bi, giống y như Thượng Đế vậy. Chúng ta bơi ra khỏi đống rác của những kinh nghiệm, thiên vị, thành kiến mà mình đã thâu thập, đẩy ra hết tất cả những tư tưởng, ý kiến sai lầm vì mấy thứ này là do những người vô minh cho chúng ta, của xã hội và đủ mọi phong tục tập quán đem đến cho mình, mà không phải lúc nào cũng khôn ngoan, trí huệ đúng đắn. Lúc đó chúng ta sẽ tuyên bố ta và cha ta là một. Lúc đó chúng ta mới thật sự là chính mình, giải thoát, thoát ra khỏi tất cả những xiềng xích giả tạo của sự hiểu biết giả tạo. Rồi mình mới có thể nói rằng ta hoàn mỹ như Đức Cha trên trời hoàn mỹ. Cho nên, đừng tin vào tội lỗi. Bề ngoài chỉ thấy vậy thôi, mình phải tin vào đạo đức, trí huệ và di sản của Thượng Đế, cha chúng ta. Di sản đó là thánh thiện, là trí huệ, là từ bi, là tình thương. Giống như vỏ kẹo này. Sư phụ cầm lên một cục kẹo gói giấy bóng. Vỏ kẹo có thể là khác nhau, nhưng bên trong đều ngọt. Cùng một công ty làm ra. Quý vị thấy không? Nếu không hiểu mấy nguyên tắc này thì cũng không dễ để thương kẻ thù của mình, không dễ để tha thứ tội lỗi của người khác. Thấy nguyên tắc đó quan trọng đến dường nào không? Bởi vậy tôi mới nói rằng Chúa Giêsu nổi tiếng không phải vì những phép màu của Ngài mà vì nguyên tắc của Ngài. Tôi cũng nói với quý vị cùng những nguyên tắc đó, những gì tôi nói, tất cả những minh sư thời xưa cũng đã nói rồi. Tôi chỉ có đem ra cho quý vị để ý, làm sáng tỏ hơn cho quý vị hiểu thôi. Lực lượng phủ định là để giúp chúng ta nhớ tới Thượng Đế. Lực lượng phủ định chẳng hạn như địa ngục là gì và tại sao nó hiện hữu? Sao Thượng Đế lại để cho chúng ta biết về lực lượng này? Sư phụ, lực lượng phủ định thật sự không hiện hữu bởi vì tất cả đều từ Thượng Đế mà ra. Cho nên lực lượng phủ định cũng là một phần của Thượng Đế và là công việc của Ngài. Bởi vì muốn cho chúng ta kiên cường nên phải có chướng ngại, phải có những khảo nghiệm, những khó khăn, khổ cực. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn biết Thượng Đế trở lại thì không có gì để cản trở mình được. Lực lượng phủ định có đó là để nhắc nhở mình trở về thiên quốc để tránh khỏi mọi khổ đau và ảnh hưởng không tốt. Nhiều khi trong tai ương, chúng ta cầu Thượng Đế thành tâm hơn. Thượng Đế thức tỉnh bên trong là người bạn và người bảo hộ tốt nhất. Pháp thiền mà sư phụ cống hiến có bảo vệ chúng con khỏi ảnh hưởng của lực lượng phủ định từ bên ngoài và bên trong mình không? Sư phụ, đương nhiên là có. Không phải thiền là cái bảo vệ cho quý vị, mà là sự tỉnh thức của lực lượng bên trong chính quý vị sẽ bảo hộ cho quý vị. Biết mình là Thượng Đế, đó là cái sẽ bảo vệ cho quý vị. Thánh Kinh nói rằng Thượng Đế ngự trong các con. Tôi chỉ có chỉ cách cho quý vị làm sao để tìm vị Thượng Đế đó. Rồi sau đó, Ngài sẽ bảo hộ cho quý vị. Thiền chỉ có nghĩa là mình lắng tâm xuống để cầu thông với vị Thượng Đế bên trong. Càng biết Thượng Đế đó nhiều thì quý vị sẽ càng cảm thấy an tâm, được thương yêu, được bảo vệ. Gia đình bạn bè quý vị cũng sẽ được bảo vệ theo, ngay cả những người đã giảng sanh cả trăm năm trước mà quý vị thậm chí không biết. Năm đời sau quý vị cũng được bảo vệ và thăng hoa lên thiên đàng nhờ vào lực lượng tỉnh thức của quý vị. Thay đổi tương lai địa cầu qua lực lượng Thượng Đế. Tương lai của địa cầu chúng ta có cố định không? Sư phụ, không, không cố định. Mình có thể làm nó tốt hơn hay xấu hơn. Chúng ta có lực lượng làm thay đổi,
Nhưng chỉ khi nào mình biết lấy lực lượng nó ở đâu. Nếu mọi người không chịu làm gì với lực lượng bên trong họ, cứ ở nguyên như vậy, thì tương lai thế giới sẽ cố định. Nhưng nếu một số người chúng ta cố gắng làm khá hơn, cố gắng biết những bí mật trong vũ trụ và cố gắng dùng lực lượng Thượng Đế bên trong, thì chúng ta có thể thay đổi tương lai của tinh cầu. Lời Pháp Cam Lồ. Khai ngộ sẽ hợp nhất tất cả. Nếu mọi người đều thật sự thực hành những gì Thánh Kinh răn dạy hoặc những gì Kinh Phật chỉ giáo, thì họ sẽ không bao giờ tranh cãi với nhau. Tất cả tôn giáo đều vui vẻ với nhau và ăn mừng trong cùng một giáo đường. Đức Giáo Hoàng đi chùa và Thầy Tăng đi nhà thờ, không có vấn đề gì. Chỉ có một đạo duy nhất, đạo của Thượng Đế, tình thương và sự thông cảm. Chỉ có một giáo đường duy nhất, giáo đường khai ngộ. Hãy đến giáo đường đó, rồi chúng ta sẽ biết hết tất cả tôn giáo trên thế giới.